Báo cáo cũng chỉ ra, trong quý 3/2023, nguồn cung thị trường bất động sản nhà ở Hà Nội đón nhận gần 1.800 sản phẩm mới. Tuy nhiên, sản phẩm bình dân tiếp tục vắng bóng trên thị trường. Các căn hộ có mức giá xung quanh 30 triệu đồng M2 chỉ có từ một số dự án tại khu vực xa trung tâm thành phố. Về giá bán, giá căn hộ trung bình tại Hà Nội hiện đang ở mức 53 triệu đồng M2, tăng 2% theo quý. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VAS, nguồn cung ngày càng khan hiếm trong chi phí tạo lập quỹ đất, chi phí nguyên vật liệu, chi phí tiếp cận tài chính tăng cao, nên các dự án bất động sản khó giảm giá, duy trì giá bán ở ngưỡng cao. Ông Đính dự báo, giá bán căn hộ chung cư sẽ tiếp tục xu hướng tăng trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, đặc biệt là ở phân khúc bình dân, trung cấp và ở các dự án đã đi gần về cuối bảng hàng. Giá bán chung cư tại Hà Nội vẫn tiếp tục tăng. Giá căn hộ sẽ tiếp tục tăng trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, đặc biệt là phân khúc bình dân, trung cấp tại đô thị lớn. Những tín hiệu phục hồi tích cửa của thị trường giúp củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư. Lãi suất giảm, tình hình kinh tế tích cực hơn cũng giúp cải thiện đáng kể lực cầu. Tuy nhiên, tình trạng lệch pha cung cầu vẫn sẽ kéo dài, cùng với giá bán luôn ở ngưỡng cao dự báo sẽ làm giảm sức mua của người dân, ông Đính dự đoán. Báo cáo của VAS cũng chỉ ra, phân khúc căn hộ tiếp tục dẫn đầu nguồn cung nhà ở mở bán mới tại Hà Nội trong quý 3/2023. Căn hộ cao cấp chiếm 47%.